Dạ vâng, và để tiếp nối chương trình sau đây, Phong Trần được giới thiệu đến toàn thể quý vị quan khách qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trọng Nghĩa. À, kính thưa tất cả quý vị quan khách có mặt trong tang lễ của ba nghệ sĩ ưu tú Thu Vân hôm nay. Trọng Nghĩa cũng là một người anh đồng nghiệp của Thu Vân và hiện tại cũng đang công tác cùng nhà hát cải lương Trần Vũ Trang đối với nghệ sĩ ưu tú Thu Vân. Thì hôm nay ngày chia buồn cùng em thì một số anh em nghệ sĩ xuống đây trước đến đốt nén nhang cho ba, sau đó chia buồn cùng gia đình em. Vì ngày mai đây ba đã về nơi an nghỉ cuối cùng, cầu chúc cho ba yêu duyên miền cực lạc. Và Trọng Nghĩa cũng xin chúc tất cả anh chị cô bác có mặt trong buổi tiệc hôm nay dồi dào sức khỏe và gặp nhiều hạnh phúc. Liên tục chương trình thì Trọng Nghĩa xin gửi đến cho tất cả ba câu vọng cổ sáng tác của soạn giả Hoàng Song Việt, bài hát được mang tên Tình Gia. Xin mời tất cả cùng thưởng thức. Tôi đứng lặng giữa chiều hôm, nghe ngọn gió năm non thổi buồn trên cây lá. Mấy nhịp cầu tre trong mưa dầm nắng hạ cũng trơ trọi trên vên trầm mặt dưới sương chiều. Vườn cũ quang sơ vắng lặng tiêu điều, nơi giữ lại cho tôi một khoảng trời thơ ấu và hình bóng cha già tình tảo nuôi con. Mái tranh nghèo đầy ấp nỗi cô đơn, cõi bàn vàng một nửa tự bao giờ. Từng tiếng chim chiều kêu lạc lõng bơ vơ, giọt tuổi giọt sầu rơi theo ngàn lá đổ. Rồi vòng tay cha nhẹ nhàng thân thương quá, che chở đời tôi trong suốt mỗi ngày thơ. Trong mẹ ngọn đêm cha dạy cho tôi khóc từng chữ y tờ. Cha dạy cho tôi điều nghĩa nhân đạo lý bằng giọng thâm trầm. Chuyện ngày xưa sớm nhỏ im lìm eo ấp tiếng gà trưa, dưới rặng tre xanh đàn trâu nằm gặm cò. Nhịp giống ngoài hiên đêm con say ngủ, mà cha vẫn còn lặng lội giữa đồng sâu. Cuộc đời con này bao hận tôi, khi con trở thành cha của những đứa con thơ dại thì con mới biết thế nào là mất mát của tình cha.
cha là dân dân phong ba mai chờ nắng cho đời ta yên lành. Kể sao hết ơn nghĩa sắp thành mà trả sao cho đủ cho tròn câu đạo hiếu. Cha ơi con đã nên người, làm sao con thấy cha cười với con. Xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tiếng hát chia buồn của nghệ sĩ ưu tú Trọng Nghĩa. Vâng, và kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình, mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của